Chào anh chị và các bạn, hôm nay Chiều sẽ quay và giới thiệu cho anh chị một chiếc Fortuner Legender 2022 chạy 24.000 cây. Đây, xe còn quá trời đẹp luôn anh chị. Quá đẹp luôn. Đèn chiếu sáng full LED luôn nha. Đây nè. Đó, chiếu sáng là full LED luôn. Kể cả đèn xi nhan luôn, cũng là đèn LED luôn. Và có camera 360 tích hợp. Đây. Zin theo xe. Legender 2022. Đẹp quá anh chị, quá trời đẹp luôn. Mâm cũng đẹp nữa nè. Rồi. Chạy có 24.000 cây, camera 360 tích hợp nè. Có cảnh báo điểm mù luôn nha. Đây. Legender có cảnh báo điểm mù luôn. Nè, đi vào trong nội thất nè. Quá trời đẹp luôn, có đèn viền nội thất luôn nha. Có lo của JBL luôn nè. Đó, 24.000 cây. À, có lẫy số vô lăng luôn. Màn hình giải trí luôn. Camera hành trình luôn. Đó, cái chi tiết trong nội thất là dường như là mới tinh nè. Đi mới có 24.000 cây, ốp gỗ nè, bóng lón luôn. Có ga tự động luôn, chìa khóa thông minh luôn, cần số nè, còn mới tinh nè, 24.000 cây anh chị coi, cái vô lăng mới tinh luôn nè, vô lăng mới tinh luôn, ghế da nè, ghế bên tài nè, đó mới tinh, sản xuất 2022 anh chị đây, 2022 có lót sàn 5D sẵn luôn nè, để mở nắp cabo lên luôn, nè có cam 360 nè, có mở cốp điện luôn nè, đó đá cốp luôn, có luôn, đó, cái chi tiết trong nội thất nè, Legender là bản full. Full option nè, vỏ xe nè, dây cui mới đi có 24.000 cây nè, ghế phía sau nè, đèn viền nội thất lên chị, đèn viền nội thất quá trời đẹp, dàn đèn phía sau nhìn cũng đẹp nữa, quá trời đẹp luôn anh chị. Đó, cái cản phía sau nhìn thấy tao không, tự động một cầu, cốp điện luôn nha, đây, đó chỉ có Legender mới có cốp điện thôi, dòng máy dầu nha. Còn bản thường thì nó không có cấp điện đâu. À, chỉ có gầm còn đẹp luôn. Đây. Gầm bọc còn đẹp luôn cho anh chị luôn nè. Thấy không? Không có bị rỉ sét gì hết. Bánh xe dự phòng nè. Đó, gầm phía sau còn đẹp quá trời luôn. Nè, có trang bị sẵn là lót cốp cho anh chị nè. Đó, có trang bị bọc vô lăng cho anh chị nè. Phủ tắp lô cho anh chị nè. Đó, đầy đủ hết. Có cái lò súp ở đây nè anh chị. Lò súp nè. Đó. Anh chị nào mà quan tâm thì liên hệ Chiều đến coi nè, xe đẹp quá trời luôn. Đó nè, vỏ xe nè, gì cui à, nước sơn liền lạc. Đó, anh chị coi nè, nhìn cái da nè. Đây, đèn viền nội thất nè, rất là ok luôn, keo chỉ nè. Xe đẹp quá anh chị, quá trời đẹp luôn. Anh chị nào mà quan tâm liên hệ Chiều đến coi nè. Đó, vô lăng nè, tắp lô nè, thấy không? Cần số nè, ốp gỗ nè. Quá đẹp luôn anh chị, quá đẹp. Đó, nè, tắp bi cửa mấy cái vân này còn đẹp lắm. Đó, còn đẹp lắm. Camera 360, cảnh báo điểm mù. Đó, chạy lướt. 24.000 cây, đèn chiếu sáng full LED luôn. Đó, mở cái nắp cabo lên luôn. Ốc động cơ nè. Thấy không? Nguyên zin nguyên bản, mua bán Chiều cam kết và đảm bảo cho anh chị nha. Là xe không có cấn đụng mà không có ngập nước nha, máy móc là nguyên zin. Đây. Đó, cabo nè ha. Khung xương nè. Máy móc còn mới tinh nè chị, mới tinh nè. 24.000 cây. Legender 2022. Máy dầu tự động một cầu. Giá là 1 tỷ 135 triệu, còn thương lượng.